chào các chị nhá. 1 2 3 4 5 6 chỉ có 6 quả thôi. Vậy là nắm là người chiến thắng. Yeah! Bạn nắm sẽ bóc một quả ra nào. Đó là nào. Một hộp quà lớn như thế này mà chỉ được có một cái triệu này thôi hả? Nhớ like và đăng ký kênh của chúng mình nhé. Bye bye.